Bão số 3 là cơn bão đầu tiên trong năm 2018 ảnh hưởng đến đất liền của nước ta, lại có diễn biến phức tạp khi mà di chuyển với tốc độ nhanh. Vùng gió mạnh rất rộng. Trước tình hình đó, thì sáng ngày hôm nay, 18 tháng 7, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn để đánh giá tình hình cơn bão, đồng thời bàn các giải pháp ứng phó để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cơn bão này gây ra. Bão số 3 được nhận định là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh hiếm thấy từ trước đến nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khi thông thường, bão chỉ di chuyển trong khoảng 20 đến 25 km một giờ, thì bão số 3 dù đã giảm cấp vẫn di chuyển rất nhanh và có vùng gió mạnh rất rộng, trong khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão. Đặc biệt, diện mưa của bão rất rộng, bao gồm vùng Bắc Trung Bộ, nơi tâm bão sẽ đi qua, khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng, bao gồm các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Tính từ ngày hôm nay cho đến ngày 20 là khoảng 200 đến 300 mm và có nhiều nơi có thể trên đến gần 400 mm. Thế còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Tây Bắc, Nam Việt Bắc và Trung Du Bắc Bộ, trong đó có cả Hòa Bình, Nam Sơn La thì có lượng mưa ít hơn, khoảng 100 đến 200 mm. Lượng mưa như vậy thì chúng tôi dự kiến là các cái hệ thống sông từ phía Bắc và Trung Bộ thì chủ yếu là lên báo động 1 và đến báo động 2 là tối đa. Thế còn riêng sông Bưởi ở Sơn La thì có khả năng sẽ lên trên báo động 2. Đáng lưu ý, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới từ ngày 14 đến ngày 17 đã gây lượng mưa lớn cho các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định đều có lượng mưa rất lớn hơn 500 mm. Các khu vực vùng trũng đều đã xảy ra ngập úng trước khi bão số 3 đổ bộ với hơn 52.000 hecta lúa bị ngập. Ngoài ngập úng vùng trũng, mưa lớn cũng gây nguy cơ sạt trượt các tuyến đê biển, mưa khiến đất ngấm no nước, vùng núi cao cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng sạt lở. Hết sức chú ý đó là cái sạt trượt của trong bờ, những đoạn kè, những đoạn đê sung yếu, và đợt này là cộng với cái chiều cường nó này đúng lúc nó cao nhất, hết sức lưu ý cái sạt trượt biển. Một cái vấn đề thứ ba xin nhắc để lưu ý đó là sạt trượt lở đất ở sườn tây của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mưa nỗ ra đất tiếp ngấm hết rồi, về sạt trượt này mai sẽ tiếp tục hoàn lưu gây mưa nữa này đây đấy. Về công tác vận hành xả lũ tại các hồ đập thủy điện, hiện lưu lượng nước về hồ Hòa Bình đang ở mức 6.000 mét khối một giây, trong khi thủy điện Hòa Bình đang tiến hành xả 3 cửa đáy và 8 cửa phát với lưu lượng trên 7.000 mét khối một giây, đang trong ngưỡng cho phép. Thời gian tới, tùy theo cường độ mưa, có thể sẽ tính toán để đóng bớt cửa xả, giảm áp lực tiêu thoát nước cho vùng hạ du.